cái đấy là họ chưa nhìn thấy, họ không tin thì họ nói không có. Có người nhìn thấy biết thì họ nói có. Nhưng mà đối với những người không tin thì họ nói không có, chẳng hạn như người dân này. Vâng. Có nhiều người không tin Phật Pháp thì họ nói đâu cần tu đâu, đâu cần Phật Pháp. Nhưng mà giờ như mọi người thì lại tin Phật Pháp. Nó cũng cái kiểu như thế, thì mình nói là ai tin thì tin, còn không tin thôi. Người này nói có thì nói có, người kia không có thì nói không có. Còn như giống như người nhà gia đình mình đây. Dạ vâng. Bảo ăn chay niệm Phật kêu có Phật đâu tu, thì họ cũng nói đâu có A Di Đà đâu. Cũng, mình cũng suy nghĩ như thế, nên là mình không có nói là ông nói không có thì cứ không có, còn mình tin thì mình nói có. Cái điều tốt lành, nhưng mà mình cũng đừng có cãi nhau với họ là có hay không. Cái ông nói là mình tin, chẳng hạn như là có người thì nói có Chúa, có người thì lại nói không có Chúa. Ai tin thì người đó niềm tin ở đó. Nhưng mà ở trên đời này không có cái gì là không có, tại vì Đức Phật nói là Phật ở trong quá khứ nhiều như cát sông Hằng. Nên là chuyện mà có một Phật tên A-di-đà thì bình thường. Vâng. Hay là họ tên khác, nhiều tên trong đó. Nên mình kể cả Phật Dược Sư nó nhiều Phật ở trong đó, chứ không phải là một Phật A-di-đà. Mà nhiều như cát sông Hằng, mình làm sao mà biết hết tên được. Mà nhiều tên này tên kia, kể cả trong đất nước Việt Nam, như mình đã tên trùng nhau nhiều rồi, mà lại sao không có. Nhưng mà họ nói là A-di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng công đức, một vị Như Lai. Như Phật Thích Ca Mâu Ni là cũng tên là A Di Đà. Ủa, Phật Thích Ca, ai mà nói không có Phật Thích Ca coi. Nó cũng quá khứ rồi, nhưng mà Phật Thích Ca cũng là A Di Đà. Tại vì Ngài là đầy đủ công đức, đầy đủ phước báo, đầy đủ như Như Lai chính đẳng giác mà. Thì ai mà cứ nói họ giải thích là Như Lai là giới, là định, là tuệ như thế, thì một Như Lai là giới định tuệ. Chứ còn cái tên mà như Dược Sư hay Thích Ca Mâu Ni hay là A Di Đà chẳng qua là tên gọi giống như Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B thế thôi. Niệm thêm ngày nào cũng được siêu thoát lên Tây Phương Cực Lạc đúng không thầy? Mình niệm nhưng mà mình phải giữ giới. Dạ vâng. Giữ giới tu hành, nhưng mà ăn chay niệm Phật, nhưng mà niệm mà mình vẫn ăn thịt, vẫn sát sanh, vẫn trộm cắp thì không lên được. Mình phải giữ 5 giới, 8 giới, 5 giới. Rồi mình niệm tin Phật rồi mình mới về được đấy, chứ giờ mình đang không giữ giới mà mình đòi về đó là không được. Còn niệm cỡ nào nữa nó cũng không về được. Mình phải giữ giới tu hành niệm này nó mới về được. Mà mình quan trọng nhất là khi giữ giới tu thiền cho mình ấy. Giờ mình nhẹ như cái lông vịt cho mà thả trên nước á, nó nổi. Nhưng mà mình như cục đá mà thả trên nước để bảo niệm cho nó nổi lên thì không được. Đó, giờ cái phước báo của mình ấy, thì mình biết là phải giữ giới tu hành, sống bố thí hiền tin Phật thì mới được, chứ còn không tin A Di Đà với không tin Phật thì không niệm đâu, không có.